Hiện nay DMG-GM có hai loại kim cương nhân tạo đẹp và cứng như là kim cương thiên nhiên 100%, đặc biệt hơn nữa sáng chiếu lấp lánh và có linh khí như là kim cương thiên nhiên. Kim cương nuôi gọi là kim cương lab diamond được giám định bởi IGI và GIA. Loại thứ hai là Moissanite de Arizona gồm có 198 giáp cắt. Xoàng Moissanite de Arizona Super Brilliant Fire Cut gồm có 198 giáp cắt, 1 carat nước DFL $500, 2 carat $1,000, 3 carat $1,500. IGI nước DVVS2 1 carat $1,800, IGI nước EVVS2 1 carat $52,400, IGI nước FVVS2 2 carat $2,800, IGI nước GVVS2 2 carat $53,000, GIA nước DVVS2 1 carat $2,500, GIA nước EVVS2 1 carat $53,450, GIA nước FVVS2 2 carat $4,200, GIA nước G 2 carat $54,750. Xin gọi DMJ James 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ James, free shipping, free refund, giá wholesale và đăng kèm đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgems.com. The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills. And parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff. And companies hang on to their people. So, easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Lily và Kim Hoan rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điện thoại Thế giới của Vietfay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ ba, 8 tháng 8 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những ai mà nghiền chơi game trên điện thoại hay là máy tính, nhất là giới trẻ, thì có lẽ hẳn chưa quên một cái sự kiện nổi bật ở Việt Nam cách đây 10 năm, đó là vào năm 2013. Thì cái tên Việt Nam có lẽ lần đầu tiên trong làng game thế giới được nhắc đến rất nhiều với một cái trò chơi là Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông. Trò chơi với việc điều khiển một con chim bay luôn lách làm sao mà đều không chạm vào giữa những thanh tre đang rơi xuống thì đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng và trở thành một cái hiện tượng toàn cầu với hàng triệu triệu lượt tải xuống, mang về cho chủ nhân là Nguyễn Hà Đông khoảng $50,000 mỗi ngày từ quảng cáo mà các công ty công nghệ lớn toàn cầu trả cho. Nhưng tác giả sau đó đã phải gỡ cái trò chơi này xuống khỏi các cái chợ ứng dụng vì gây quá nhiều sự chú ý. Đấy là việc tạo ra trò chơi cho các thiết bị di động từ một cá nhân. Còn thực tế cũng từ thời điểm đó, ở Việt Nam đã bắt đầu khởi nghiệp rất nhiều những cái công ty phần mềm chuyên tạo và phát hành game. Và đến nay họ cũng đã rất thành công và ngành công nghiệp sản xuất game Việt Nam cũng đã bắt đầu có được một cái vị thế trên trường quốc tế. Mà ngay hãng tin tài chính là Bloomberg cũng vừa có bài viết nhận định rằng là có một thung lũng Silicon ở Sài Gòn với những người trẻ có tinh thần dám nghĩ, dám làm. Theo hãng tin Bloomberg thì tính theo lượt tải xuống trong 6 tháng đầu năm nay 2023 thì Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia sản xuất game di động trên toàn thế giới. Mà theo đánh giá thì ngành game cho thiết bị di động trên toàn cầu sẽ đạt giá trị hơn 300 tỷ Mỹ Kim vào năm tới với chỉ số tăng trưởng hàng năm là khoảng 7%. Và do vậy mà hiện nay đang có rất nhiều ý kiến cho rằng là chính phủ Việt Nam cũng cần có những cái động thái quan tâm đến ngành công nghiệp này. Sự gia tăng 7% mỗi một năm là cao hơn cả tổng sản lượng nội địa GDP của các quốc gia. Mà hiện nay nó trị giá đến 300 tỷ đô la, đây là con số không hề nhỏ. Trong khi Việt Nam là top 5, có nghĩa là một trong năm quốc gia có thế mạnh về game. Và trong cái bài viết này, kính thưa quý vị, tác giả cũng đã nêu ra rất là nhiều những cái bằng chứng để chứng minh cho thấy là sự thành công của những cái chuyên gia tại Việt Nam, chẳng hạn như là một cái game có cái tên gọi là Top Box. Đây là cái game đầu tiên trong một năm thôi đã đem về cho chủ nhân hơn 1 triệu Mỹ Kim từ các quảng cáo trên các ứng dụng điện thoại thông minh. Và thành công này nối tiếp thành công khác. Một cái game có tên gọi là Sky Dancer đã có ít nhất là 50 triệu lượt tải về sử dụng của tất cả mọi người yêu thích game trên toàn thế giới. Trong khi đó, một cái trò chơi khác thuộc top 20 những cái game được
động cộng đồng thế giới yêu thích nhất, có tên gọi là Magic Towns, thì đã có hơn 1 tỷ lần tải xuống kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Và tất nhiên, càng nhiều số lượng tải xuống, số lượng sử dụng, thì cái lợi nhuận của các công ty này nó càng gia tăng. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái bối cảnh này, bài viết cho rằng Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội vàng có thể vươn ra biển lớn, khi mà căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang trên đà gia tăng, thì họ đã có những cái hạn chế lẫn nhau trong vấn đề phần mềm. Và như vậy thì Việt Nam đang có đất để dụng võ, có nghĩa là có rất nhiều cơ hội để phát triển cái lĩnh vực này. Và nếu chúng ta có thể tận dụng thì Việt Nam sẽ trở thành rất là hấp dẫn trong mắt các chuyên gia, và chắc chắn là mọi người sẽ tìm về cái Silicon ở thành phố Sài Gòn để có thể phát triển cái ngành công nghiệp này mà giới trẻ hiện nay là không thể không có game. Và kể cả không thể là giới trẻ không, người lớn cũng đã có rất nhiều người nghiện game nữa, có nghĩa là không thể buông được cái điện thoại chỉ vì mê chơi game trên điện thoại di động mà thôi. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, tại nước Mỹ thì thời gian qua có rất nhiều những cái thông tin về việc mà nhà tỷ phú hàng đầu thế giới là Elon Musk sẽ thi đấu trên võ đài với một nhà tỷ phú cũng nổi tiếng không kém, đó là ông Mark Zuckerberg, ông chủ của tập đoàn Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook. Lúc đầu đọc những cái thông tin này thì chúng tôi tưởng chỉ là những lời thách đấu miệng, đùa giỡn mà thôi. Thế nhưng mà thực tế đó là những lời thách đấu thật. Và trước khi thi đấu trên võ đài với tỷ phú Mark Zuckerberg thì hôm qua mùng 7 tháng 8, tỷ phú Elon Musk cũng đã thông báo trên cái nền tảng X, tức là mạng Twitter trước đây, cho rằng là ông có thể phải thực hiện phẫu thuật trước khi thi đấu với ông Mark Zuckerberg. Hãng tin Bloomberg cũng đã dẫn lại một bài viết của nhà tỷ phú hàng đầu này cho biết là ông Elon Musk sẽ được chụp cộng hưởng từ cổ và lưng có thể vào ngày hôm nay mùng 8 tháng 8 giờ của Hoa Kỳ, và cũng có khả năng sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong tuần này. Trước đây ông Elon Musk thì cũng từng nói rằng là ông có thể sẽ phải phẫu thuật để đặt lại một cái miếng titan nhằm giữ cố định các cái đốt sống lại với nhau. Bởi vì là vào năm 2022 thì ông cũng từng nói rằng về việc mà ông bị đau lưng dữ dội sau khi bị chấn thương hồi năm ngoái 2022. Ông Elon Musk thì là giám đốc điều hành của công ty xe điện Tesla và tập đoàn hàng không vũ trụ Space Technology, đồng thời cũng là chủ sở hữu một nền tảng truyền thông xã hội rất nổi tiếng trên toàn cầu là Twitter, nên dĩ nhiên sức khỏe của ông Elon Musk là được hàng triệu người trên thế giới quan tâm. Và nhà tỷ phú Elon Musk cũng cho biết là cái việc mà ông thách đấu đôi với nhà tỷ phú Mark Zuckerberg sẽ được ông truyền trực tiếp trên mạng Twitter, nay là mạng X, vào ngày 26 tháng 8. Tuy nhiên đây mới chỉ là ngày đề nghị của nhà tỷ phú Mark Zuckerberg mà thôi, còn bản thân tỷ phú Elon Musk vẫn chưa xác định ngày thi đấu này. Và thật ra thì chúng ta cũng không biết là cái trận đấu của hai vị tỷ phú nhất nhì thế giới này có diễn ra hay không, hoặc hay là có diễn ra vào ngày 26 tháng 8 như đã loan báo hay không. Tuy nhiên nếu diễn ra thì mục đích theo Elon Musk đó là hai ông muốn một cái chương trình gây quỹ, bởi vì tất cả những ai xem cái chương trình này trên mạng Twitter, chúng ta hay quen gọi là mạng Twitter, thật ra thì bây giờ đã đổi tên là cái mạng X rồi, và cái chữ X thì nó hơi khô khan cho nên nhưng mà sẽ được trực tiếp trên cái mạng xã hội X, và tất cả số tiền có được thì sẽ nhằm mục đích là gây quỹ từ thiện. Và thế giới hiện nay đang trông chờ vào ngày 26 tháng 8 xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai vị tỷ phú này, bởi vì cả hai đều đã từng thi đấu, giống như là ông Elon Musk vào năm 2022 cũng từng thi đấu với một trong những cái đô vật sumo, và cũng vì cái cuộc thi đấu này mà ông đã bị chấn thương và bị đau lưng rất là dữ dội. Trong khi ông Mark Zuckerberg thì cũng là một trong những người thể thao chuyên nghiệp, và ông cũng đã từng khoe khoang những cái thành tích chiến thắng của mình trong các trận đấu đô vật trước đây. Vì vậy mà trận đấu này nếu có diễn ra sẽ rất là hấp dẫn, và chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của tất cả các phương tiện truyền thông cũng như là mọi người trên toàn thế giới. Trong khi đó cũng liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Chúng ta biết là vào đại dịch COVID-19, một trong những cái hình thức được thành công nhất và cũng giúp ích rất nhiều cho việc các công ty tiếp tục vận hành, đó là cái hệ thống làm việc qua mạng mà chúng ta hay gọi là Zoom. Mọi người có thể nhìn thấy nhau qua một cái video trên mạng để có thể cùng trò chuyện và cùng làm việc.
và Zoom hiện nay đang có hai tổng hành dinh. Thứ nhất là tại San Jose ở phía bắc của tiểu bang California và thứ nhì là tại thành phố Denver của tiểu bang Colorado. Và hai tổng hành dinh này có khoảng 8.400 nhân viên. Tuy nhiên ngày hôm qua thì Zoom cũng đã tạo ra một cái thông tin rất là đáng ngạc nhiên khi kêu gọi nhân viên của mình phải trở lại làm việc tại văn phòng. Và một khi mà cái công ty đã đẻ ra cái hệ thống làm việc tại nhà, không muốn nhân viên của họ tiếp tục làm việc tại nhà nữa, thì những công ty khác đang sử dụng cái hình thức này cũng nên suy nghĩ lại. Lý do mà Zoom yêu cầu nhân viên trở lại làm việc ít nhất là phải là 2 ngày mỗi một tuần là để mọi người có cái cơ hội tương tác lẫn nhau. Bởi vì Zoom nhận thấy là khi làm việc tại nhà thì mất đi cái tính tương tác này và cái hiệu quả công việc nó cũng đã bị giảm sụt rất nhiều. Ngoài ra thì cái công ty này trong cái đại dịch Covid-19, khi mà cái việc sử dụng cái hệ thống Zoom trong quá trình làm việc đã khiến cho cổ phần của công ty gia tăng gấp 6 lần chỉ trong năm 2020. Nhưng mà sang 21 và 22, khi nhiều người không còn sử dụng Zoom nữa mà trở lại làm việc trực tiếp, thì cái giá trị của công ty cũng đã giảm hạ. Và hiện nay thì công ty đã bị giảm đến 150 tỷ đô la. Và vì vậy mà các chuyên gia cho rằng họ cảm thấy là cái hình thức làm việc tại nhà nó không còn hữu hiệu nữa. Họ đang muốn thay đổi một cái hình thức mới, tạo một cái cú hích mới để gia tăng cái lợi nhuận tài chính cho công ty. Vâng, tức là chính công ty điều hành giúp các công ty khác mà có nhân viên làm việc từ xa này cũng thay chính đổi. Cái công ty đấy cũng phải yêu cầu nhân viên trở lại làm việc tại văn phòng. Còn thưa quý vị và các bạn, cũng nhờ công nghệ phát triển nhanh chóng hiện nay mà một thượng nghị sĩ Anh vừa đưa ra một cái đề xuất không tưởng, đó là đề nghị xóa bỏ Thượng viện Anh và thay bằng là những người máy sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Vị thượng nghị sĩ này thì phát biểu hoàn toàn nghiêm túc trong một cái cuộc thảo luận tại Thượng viện Anh vào hôm 25 tháng 7 về trí tuệ nhân tạo, khi cho rằng cả Thượng viện đều có thể thay bằng trí tuệ nhân tạo AI. Ông lấy ví dụ chính mình là có thể thay thăm bằng một thượng nghị sĩ người máy, tức là hoàn toàn có thể đọc diễn văn như ông, bằng giọng của ông và thậm chí đọc rất giỏi, không vấp. Và ông cho rằng AI sẽ có thể làm thay việc của tất cả các thành viên trong Thượng viện Anh, thậm chí tốt hơn bởi vì là có cái kiến thức sâu rộng hơn nhiều. Và cuộc thảo luận này trong Thượng viện Anh cũng là đề cập đến cái mối lo ngại của rất nhiều người Anh rằng là trí tuệ nhân tạo AI sẽ sớm cướp việc làm của họ. Và hàng triệu người Anh trong một cái cuộc nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng là việc triển khai AI vào các ngành dịch vụ, công nghiệp, giáo dục sẽ khiến họ bị mất việc. Nay cho thấy cả các thượng nghị sĩ cũng lo ngại là mình cũng có thể mất chỗ trong Thượng viện. Thực tế cũng đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Thượng viện Anh đã có hàng trăm tuổi bị yêu cầu giải tán, bỏ cái hình thức như hiện nay để chọn thượng nghị sĩ theo cái cơ chế bầu cử. Dù cái Thượng viện Anh có ý nghĩa về mặt di sản, đóng vai trò lập pháp nhất định, nhưng mà cơ quan này thực tế trước đây cũng đã bị nhiều bài báo Anh cho rằng là một cái thượng viện thừa thải. Sở dĩ họ cho là thừa thải là bởi vì cái vấn đề bầu cử nó đã không diễn ra một cách công khai, mà những người làm tại Thượng viện gọi là Lords, House of Lords, là những người được đề cử bởi Hoàng gia Anh Quốc và bởi những cái người có chức quyền. Và đa số là những người rất là lớn tuổi. Hiện nay thì cái dân số nghị sĩ là nó lên đến 800 người. 800 người chỉ ngồi ở đó thôi để mà biểu quyết và thông qua những cái dự luật. Ngoài ra họ không có làm một cái công việc gì cụ thể mà công chúng Anh là phải đóng thuế và phải trả cho mỗi một người là hơn 300 bảng Anh mỗi một ngày. Nhân lên cho 800 người thì nó là tiêu tốn rất nhiều tiền thuế của dân. Và vì vậy mà các cơ quan truyền thông mới cho là thừa thải và nên bãi bỏ đi để mà có những cái hoạt động thiết thực hơn. Giống như là những cái quốc gia khác, chứ không nên tiếp tục vì cái truyền thống mà để người dân phải gánh một cái gánh nặng quá lớn về cái vấn đề chi phí như thế này. Và kính thưa quý vị, cũng tại Vương quốc Anh, chính phủ Anh hiện nay đang trong cái tình trạng là thiếu hụt xe điện trầm trọng để cung cấp cho người dân, khi mà nước Anh đang có cái chương trình là khuyến khích là không sử dụng các loại xe chạy bằng xăng hoặc là diesel trong năm tới, và việc chạy bằng xăng thì cũng sẽ bị cấm hoàn toàn vào năm 2030. Nhưng mà các loại xe điện của Mỹ hoặc các loại xe điện của châu Âu thì hiện nay sản xuất khá là hạn chế, không đủ đáp ứng cho nhu cầu của người dân Anh Quốc. Và trước bối cảnh này thì cũng có nhiều những cái công ty chuyên bán xe kêu gọi là chính phủ Anh hãy cho phép họ nhập cảng những cái xe điện từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Anh cho tới thời điểm này thì phía chính phủ
vẫn dứt khoát chưa bật đèn xanh để những công ty có thể nhập khẩu những cái lô hàng này. Lý do là bởi vì họ e ngại là trong quá trình sản xuất ra những cái chiếc xe điện, chính quyền Trung Quốc có thể cài đặt những cái phần mềm mà theo đó có thể là một cái công cụ gián điệp theo dõi tất cả những hành vi của những người chủ sở hữu những chiếc xe điện này khi những cái chiếc xe điện này lăn bánh trên đường phố. Và cũng chính vì vậy mà chính quyền của Thủ tướng Rishi Sunak đã kiên quyết là không cho phép nhập khẩu với số lượng lớn, mặc dù ông cũng đang bị chỉ trích là bởi vì nếu không có một cái giải pháp để đưa ra thì làm sao người dân Anh có đủ xe điện để sử dụng đúng theo nhu cầu giảm hạ khí thải CO2 vào năm tới 2024 và sau đó là vào cuối thập kỷ này là vào năm 2030. Chúng ta chưa biết là giải pháp thay thế sẽ được như thế nào, nhưng hiện tại cái dòng xe điện của Trung Quốc vẫn không được ủng hộ bởi các chính trị gia tại Vương quốc Anh. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, tại Ukraine thì kể từ khi xảy ra cuộc chiến vào tháng 2 năm ngoái thì Tổng thống nước này là Zelensky rõ ràng là trở thành mục tiêu ám sát rất lớn của các cơ quan tình báo của nước Nga. Và hôm 7 tháng 8 vừa rồi thì cơ quan an ninh Ukraine cũng cho biết là vừa bắt giữ một cái phụ nữ liên quan đến âm mưu ám sát ông Zelensky. Và theo giới chức Ukraine thì người phụ này là một cư dân ở thành phố cảng Okhakov thuộc vùng Mykolaiv và từng làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thiết bị quân sự. Và cơ quan an ninh cho biết là họ đã bắt quả tang người này đang chuyển thông tin tình báo cho phía Nga. Và người phụ nữ này được cho là cũng đã từng hỏi về lịch trình và lộ trình của Tổng thống Zelensky trước chuyến thăm của ông tới Mykolaiv hồi tháng 6. Và rất may là cơ quan an ninh của Ukraine đã phát hiện ra người phụ nữ này và tăng cường các cái biện pháp bảo vệ cho Tổng thống Zelensky. Và cơ quan an ninh cũng đã cáo buộc người phụ nữ này cũng đã tìm cách là xác định vị trí các cái hệ thống tác chiến điện tử và các kho đạn dược ở cái tỉnh này, đồng thời chỉ điểm cho Nga nhắm mục tiêu vào chúng trong những cái cuộc không kích lớn trước đây. Và người này được cho là cũng đã từng đi khắp cái thành phố Okhakov và chụp lại các cái vị trí mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời bí mật hỏi chúng trong các cái tổ chức xã hội khu vực của Ukraine và báo cáo lại cho các giới chức của phía Nga để phía Nga có những cái mục tiêu tấn công cụ thể hơn. Tuy nhiên, cáo buộc của tòa án tại Ukraine thì không nhắc nhở gì đến việc bà đã có ý định ám sát Tổng thống Zelensky, mà chỉ buộc tội là bà đã phổ biến trái phép thông tin về hoạt động của các thiết bị quân đội mà thôi. Và với tội danh này, mức án tối đa chỉ là 12 năm tù. Và đây cũng là một cái câu hỏi, không biết là tại sao họ lại tránh đi cái phần quan trọng nhất, đó là cái mưu đồ ám sát Tổng thống. Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, ngày hôm nay một cụ tướng lãnh trong quân đội tại Vương quốc Anh, đó là ông Richard Barron, đã lên tiếng kêu gọi Ukraine là nên có một cái phương thức để giải quyết dứt điểm cái cuộc chiến này, hoặc là phải tiếp tục chiến đấu, hoặc một cách mạnh mẽ hơn, tấn công dồn dập hơn, hoặc là phải tìm cách đình chiến, tương tự như cuộc đình chiến diễn ra tại bán đảo Triều Tiên vào năm 1953. Theo lời phân tích của tướng Richard Barron, thì chiến sự này có thể kéo dài thêm rất nhiều năm. Và trong bối cảnh này thì các đồng minh của Ukraine cũng sẽ phải tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la tiền viện trợ để giúp đỡ Ukraine như họ đã từng cam kết sát cánh từ cùng Ukraine cho đến khi nào cuộc chiến này kết thúc. Tuy nhiên, với quy mô hiện tại của quân lực của Kiev là cho dù có nhận được viện trợ từ các nước dân chủ phương Tây thì quân đội của Ukraine vẫn không đủ sức để đáp trả với quân đội Nga, không thể nào đẩy lùi được Nga. Mà một trong những yếu tố chúng ta đã từng nhìn thấy là liên tục trong những ngày vừa qua, phía Ukraine đã muốn nhắm tới cái mục tiêu chính của họ, đó là phá vỡ cây cầu huyết mạch từ biên giới Nga đi qua phần đất bị chiếm đóng ở bán đảo Crimea. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì họ vẫn không thực hiện được ý định của mình. Lý do là bởi vì quân đội Nga đã có một cái việc phòng thủ rất là chặt chẽ tại khu vực này. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc chiến cũng sẽ không đi tới đâu. Vì vậy, lời khuyên của một cái chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm như thế này là Ukraine nên suy nghĩ đến vấn đề đình chiến.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin dự báo cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm nữa có lẽ khiến nước Mỹ, đặc biệt là chính phủ Mỹ cảm thấy bất an. Bởi vì cuộc chiến diễn ra chỉ 18 tháng qua, tức là mới một năm rưỡi qua, mà chính phủ Mỹ cũng đã phải viện trợ cho Ukraine với số tiền kỷ lục lên tới là 60 tỷ Mỹ Kim, tức là bao gồm cả các cái thiết bị quân sự nữa. Và một chuyên gia của một cái tổ chức tư vấn là Brookings Institution nói với tờ Washington Post rằng cái con số viện trợ này là nằm ngoài các cái bảng xếp hạng từ trước đến nay. Ông nói thêm rằng cái hỗ trợ tài chính của Mỹ dành cho Ukraine chỉ có thể so sánh về mặt lịch sử với kế hoạch Marshall, một cái gói viện trợ mà Mỹ dành cho Tây Âu sau Thế chiến thứ hai kết thúc. Và nếu điều chỉnh theo lạm phát thì sáng kiến đó đã tài trợ cho các nỗ lực phục hồi chiến tranh của khu vực Tây Âu với số tiền là khoảng 150 tỷ Mỹ Kim trong hơn 3 năm. Và tờ Washington Post cho hay, tức là viện trợ của Washington dành cho Ukraine đã vượt xa mọi cái khoản hỗ trợ tài chính dành cho một số đối tác nước ngoài truyền thống của Mỹ. Chẳng hạn như cho Israel thì đã được Mỹ viện trợ là 8 tỷ 600 triệu Mỹ Kim trong năm 2022 và 2023. Và số tiền hỗ trợ cho Ai Cập và Jordani trong cùng thời kỳ này cũng chỉ là 6 tỷ 200 triệu Mỹ Kim mà thôi. Và kính thưa quý vị, cũng chính vì vậy mà rất là nhiều những cái đảng viên trong đảng Cộng Hòa mà nhân số cụ thể là lên đến 44% đã cho rằng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đã chi tiêu quá nhiều cho cuộc chiến Ukraine. Và đây cũng là điều mà cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng nếu ông chiến thắng và trở lại Tòa Bạch Ốc trong năm tới 2024 thì điều đầu tiên là ông sẽ cắt viện trợ cho Ukraine, bởi vì ông cho rằng một khi Ukraine không còn đủ tài chính để thì cái cuộc chiến này mới có cơ hội chấm dứt. Nếu họ vẫn còn được tài trợ thì họ sẽ không bao giờ nghĩ tới việc thương thuyết để mà chấm dứt cuộc chiến. Và với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết chương trình Điểm báo Thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và sẽ trở lại trong chương trình Điểm báo vào ngày mai thứ tư. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.